đến với tất cả các bạn. Và thứ ba nữa là mình cũng sẽ luôn luôn giữ vững cái tư tưởng này. Chúng ta đã là tinh hoa rồi thì đương nhiên là chúng ta luôn luôn là MDIT, và cái mục tiêu MDIT á là phải là mục tiêu MDIT cộng đời 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Thì là chúng ta đạt đến 10 năm chúng ta tiếp đó. Mình luôn luôn xây dựng cái mục tiêu đó là luôn luôn đi. Các bạn ơi, MDIT là một danh hiệu rất là cao quý, và tôi rất là mong muốn tất cả các bạn đang đạt MDIT thì hãy giữ vững cái danh hiệu đó, và nếu bạn chưa đạt thì hãy đạt từ MDIT đi. Một lần các bạn sẽ đạt được cái MDIT như thế nào. Thương hiệu MDIT là thương hiệu khẳng định được mình đã thành công ở một cái vị trí tư vấn, thì các bạn hãy cố lên, hoạch định cho mình những cái chiến lược và chiến thuật phù hợp, giúp khách hàng bảo vệ và sớm đạt được những cái danh hiệu cao quý, đó là danh hiệu MDIT. Chị đặt mục tiêu trong năm nay là chị vẫn giữ nguyên cái danh hiệu là COT, và nếu có thể thì chị có hoàn thành MDIT hay không? Bản thân đại sứ MDIT thì mình thấy đó là một cái trách nhiệm và vinh dự, thì mình sẽ có cái lộ trình, và trong năm 2020 thì mình sẽ cố gắng là tháng 8 mình sẽ hoàn thành chỉ tiêu MDIT, và 4 tháng cuối năm mình sẽ có những kế hoạch bứt phá hơn để sớm đạt về cái vị trí là COT. Thì phải là MDIT và mục tiêu cuối cùng trong năm là COT. Tôi nhất định sẽ trở thành MDIT năm 2021.